xin lỗi bị cẩn là Đứng im, không có nhảy nhảy. Sao? xin lỗi mẹ con la Không có nhúng nhúng luôn, đứng im luôn. xin lỗi mẹ con la Nó nói mẹ ơi, nó đòi coi tivi nè, cô chú anh chị Kim không cho sao mà nó la. Cuối cùng có được coi không? Đúng rồi, không có coi đúng không? Sáng nay Kim có chị sáng nay nó muốn ăn cái bánh mì này nè cô chú anh chị. Cái bánh mì này trong đây có sô cô la nè, chuối với lại sữa, một ly sữa ha, với lại da ua. Dạ ô này mà cái này cũng có sô cô la luôn cô chú anh chị. Nhưng mà cái kiểu như là ở bên trong có bánh quy ấy, rồi nó chỉ có một lớp mỏng ở bên ngoài là sô cô la thôi hết cô chú anh chị. Ăn nhanh đi học con. Sáng nay thì ba Chi chở Chi đi học rồi hả cô chú anh chị. Tuần này thì ba Chi chỉ đi công tác có 2 ngày thôi mọi người. Giờ Kim làm đồ ăn sáng cho Tony nè cô chú anh chị. Hôm nay thì Kim chỉ làm bánh mì nướng. Bánh mì ở bên đây thường thì người dân người ta ăn lúc nào thì cũng quét bơ lên đó cô chú anh chị. Bánh mì dù có nướng không nướng gì đó người ta cũng quét bơ lên hết. Kim quét bơ lên xong rồi Kim cho thịt nguội rồi phô mai nữa thì sẽ để vô cái máy mình nướng một hồi, phô mai nó tan chảy ra rất là ngon hả mọi người. Kim ít có làm video nấu ăn á cô chú anh chị, tại vì là do ở nhà Kim ăn ít lắm. Lại Tony chồng Kim là ăn cũng rất là kén ăn luôn mọi người. Ảnh ít ăn món Việt lắm, chỉ ăn được vài món thôi, giống như cơm chiên, mì xào, hoa phở này nọ thôi, chứ không ăn được nhiều, cho nên là Kim cũng ít có nấu. Mà ăn theo cái món tay của ảnh á thì cũng rất là dễ, cũng có nhiều món được ăn đi ăn lại như vậy thôi. Có cái máy này rất là tiện ha cô chú anh chị, cái này để vô nướng khoảng 3-4 phút là đã xong rồi đó cô chú anh chị. Nhìn tôi này ăn thấy ngon ghê kìa mọi người. Cái này nướng lên nó phô mai tan chảy lên ăn ngon lắm cô chú anh chị. Hình này tối qua Chi nó đi học về xong nó vẽ nè cô chú anh chị. Những cái bức tranh hay là những cái gì mà liên quan đến của Chi á là Kim đều giữ lại hết đó mọi người. Những cái bức hình mà vẽ ngoạch ngoạch từ lúc mà Chi 2 tuổi tới bây giờ luôn Kim đều cất trong thùng hết. Đã chắc được mấy thùng rồi đó cô chú anh chị. Tờ giấy nào Kim cũng cất lại hết đó, Kim không có bỏ. Thank you.
Very unusual combination, babe. Eggs with the pasta and little sausages. Yeah. Mắt ấy đẹp quá. Chị với ba Chi rất là thích ăn cái món này, cô chú anh chị, còn Kim thì không có thích lắm. Kim ít khi nào ăn lắm, khi nào mà Chi nó không hết thì Kim mới ăn thôi, chứ bình thường Kim không có ăn mọi người. Hello cô chú anh chị ơi, Kim đang đi bộ đến trường để đón Chi Chi hả mọi người. Hôm nay trời nắng rất là đẹp đó cô chú anh chị, nhưng mà Kim muốn đi bộ tới trường mọi người để đón Chi. Xong rồi hồi nếu mà Chi thích đi bộ thì đi bộ về, còn không mình sẽ bắt xe bus cho Chi đi. Tại vì giống như là Kim muốn đi bộ thư giãn với mọi người, giống như tập thể dục vậy đó cô chú anh chị. Trời đẹp mà. Em Chi đang đuổi theo mấy con sóc kìa cô chú anh chị. Ở bên Anh có nhiều sóc lắm mọi người, đi đến những công viên hay là những cái chỗ nào mà có cây cối á là đều có sóc hết cô chú anh chị. Ủa, chị ngồi đó làm gì con? Chơi với em bé đó hả? Em Chi về lại thay cái đầm công chúa nè cô chú anh chị mà. Đang Kim đang có trái cây cho Chi nè, táo với lê, nhồi với cam hả cô chú anh chị. Rồi chú ăn đi, ăn xong rồi một chút nữa sẽ ăn cơm chiều luôn. Mấy bữa nay Kim không có cho Chi nó xem tivi nữa cô chú anh chị. Đi học là Kim ở nhà Kim giấu cái remote, Kim không có thích mình xem tivi nhiều quá. Xem xong cái một hồi cái giống như nó bị nó bị tăng động mọi người, nó kê xem những cái chương trình mà nó ồn ào quá, tăng động quá, nó làm Chi cũng tăng động theo luôn. Cho nên là Kim không có cho nó xem nữa. Tại vì viết bài, học bài xong rồi là tới học ở trên iPad đó cô chú anh chị. Là đã có thiết bị điện tử rồi, mà xem TV nữa thì quá nhiều đó cô chú anh chị, không có tốt cho mắt. Con em dính kìa. Rồi tối nay chị muốn ăn gì nè? Mẹ có nuôi mì Ý, pizza, chip, khoai tây á, chicken nugget. Ăn gì? Nuôi. Nuôi nữa hả? Ăn nuôi hoài vậy ta? Ăn nuôi với trứng hay là ăn nuôi với xúc xích hay là ăn nuôi với chicken nugget? Nuôi với trứng. Nuôi với trứng nữa hả? Trứng luộc hay trứng chiên? I want it with the sauce yesterday. Hả? I want it with the sauce yesterday. Xúc xích đúng không? Cái gì? I want it with the sauce yesterday. Sauce gì ta? What we put it in the egg? À, nước tương. Mà con muốn mẹ làm trứng luộc xong rồi ấy miếng nước tương cho Chi đúng không? À, ok chị ăn nó đi. Hello Chi. Xin chào con bà cô chú. Bữa nay cứ mà mẹ hello Chi là Chi xin chào ông bà cô chú liền hả cô chú ơi. Đây nè, Chi nãy giờ nó viết được bao nhiêu đây rồi nè. Viết đi con. Viết không có ngay vô dấu chấm nè nha, viết ẩu nè nha. Viết cho đẹp, Chi giỏi quá. Nó chỉ về là nó đã bài đồ chơi nữa rồi đó cô chú. Lấy đồ make up ra nó... trang điểm cho búp bê nữa kìa, quá trời quá đất. Rồi chị viết đi, mẹ xuống mình nấu đồ ăn. Chị đói bụng chưa? Chưa đói nữa hả? Vậy con viết xong đi rồi mẹ nấu cho nóng ăn. Ok, Chi đã viết bài xong rồi cô chú ơi. Đây nè, có nuôi cho Chi ha. Với này là thịt gà, chỉ cần nước gịch. Với này trứng, bữa nay mẹ để trứng nước tương mà mẹ sorry Chi, mà luộc cái trứng cái này giống như lòng đào chưa có cứng hết chị ha. Mà chị thích, cũng thích ăn cái lòng đào đúng không? Và coi ăn đi. Quay cái này qua. Quay này qua đúng rồi. Rồi coi ăn giỏi nha. Ăn giỏi lên tắm rửa thay đồ, học bài ha.
Ngon không? Rồi nói làm sao? Cảm ơn mẹ. Lớn lên. Cảm ơn mẹ. Rồi, không có chê. Cái này bữa nay chị có cái nuôi nhân thịt ngủ với lại xúc xích đó cô chú anh chị.